Chào mừng các bạn đến với cái buổi học đầu tiên của chúng ta. Trong phần hôm nay thì chúng ta sẽ đề cập đến một chất hữu cơ mới, một phần tiếp tục của chương trình lớp 11 có tên là este và chất béo. Trong đó este là gì thì các bạn làm quen ở một cái phản ứng của axit. Và hôm nay chúng ta sẽ định nghĩa lại cách viết đồng phân và cách gọi tên của chúng. Các bạn vào cho thầy phần A lớn. Estenol lên trước. Đây là cái loại este dễ nhất, chúng ta sẽ học cái này trước. Và chủ yếu cái nội dung chúng ta sẽ nói về estenol lên trước ở trong cái khóa cơ bản này. Một lăng mã, khái niệm, đồng phân và danh pháp. Khái niệm, đồng phân và danh pháp. Một nhỏ khái niệm. Đối với este, các bạn có thể hiểu với nhau có hai cái khái niệm cơ bản như thế này. Một khái niệm nói dễ thì tức là trong este, trong cái phân tử este chúng ta sẽ có một cái nhóm chất đặc biệt, đó chính là nhóm COO. Nếu axit là COOH này, ancol là OH thì este chúng ta học sẽ có nhóm là COO, lưu ý thầy là COO. Và cái công thức tổng quát của chúng nó sẽ lấy một nửa từ axit và một nửa từ ancol. Thế nên chúng ta sẽ có một cái khái niệm thứ hai, đó là khi thay thế một hay nhiều, khi thay thế nhóm OH, chính xác là khi thay thế nhóm OH thôi. Chúng ta đề cập đến estenol đơn chức thì nên chúng ta chỉ thay thế nhóm một nhóm thôi. Khi thay thế một nhóm OH trong phân tử axit bằng nhóm OR phẩy, tất nhiên là từ ancol rồi. Đây, thay toàn bộ nhóm OH này bằng OR phẩy của ancol thì các bạn sẽ thu được este có dạng là RCOOR phẩy. Đó, đấy là cái khái niệm chính xác mà sách giáo khoa đưa cho các bạn. Thầy nhắc lại, đó là khi thay thế một cái nhóm OH trong phân tử axit bằng nhóm OR phẩy thì các bạn sẽ thu được cái chúng ta gọi là este. Và do đó các bạn nhìn thấy cái este nó sẽ có cái nhóm chất là COO, nó gần giống với nhóm COH á, nhưng ở đây sẽ là COR phẩy, với cái R phẩy này phải khác nguyên tử H. Khác nguyên tử H, nhớ đầy điều đó. Vì nếu R phẩy bằng H thì nó lại quay về axit mất rồi. Este và axit là hai chất hữu cơ người ta gọi là đồng phân nhóm chất. Cái công thức cấu tạo của nó khá là giống nhau và công thức phân tử chung của nó cũng giống nhau hoàn toàn. Thế nên đối với công thức tổng quát của este nó sẽ giống hệt axit, sẽ là CnH2NO2 với N lớn bằng 2. Axit thì N lớn bằng 1 thôi, nhưng với este N lớn bằng 2. Bởi vì sao? Bởi vì có một carbon trong nhóm CO này và R phẩy tối thiểu là một carbon. Thế nên cái este phải có N lớn bằng 2. Các bạn lưu ý điều đó. Và đây là công thức phân tử tổng quát của estenol đơn chức mà thôi. Chứ còn các este khác thì công thức phân tử nó sẽ khác một chút. Vì là khóa cơ bản nên chúng ta chỉ cần nắm được cái estenol đơn chức trong bài hôm nay thôi. Còn những este đặc biệt hơn thì sẽ sơ lược qua trong những cái bài tập lần tới. Đây là cái công thức tổng quát của nó. Và các bạn nhớ khái niệm, hai cái khái niệm mình hiểu với nhau đơn giản là có nhóm COO. Còn chính xác của nó là khi thay nhóm OH bằng nhóm OR phẩy thì các bạn thu được este. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ đề cập đến cách viết đồng phân của chúng. Hai nhỏ, đồng phân. Đồng phân đối với hữu cơ là một bài toán rất quan trọng. Bất kỳ một chất hữu cơ nào các bạn học đều phải học được cách viết đồng phân. Với cách viết đồng phân của chúng thì các bạn nhớ thầy này. Đồng phân thì đầu tiên thầy cho N bằng 1, N bằng 2 đi. N bằng 2 sẽ là C2H4O2. Đây là một cái công thức phân tử rất là quen. Các bạn thường hay nói đây là axit acetic giống như chính lớp 11. Nhưng không, đối với este chúng ta không nói là axit đấy nữa. Chúng ta đang chỉ viết đồng phân este thôi. Thì cách viết đồng phân các bạn nhớ là chúng ta sẽ vẽ mạch carbon ra trước. Lưu ý nhé, vẽ mạch carbon trước và phải có một cái nhóm COO ở đó. Và chúng ta sẽ bắt đầu từ đầu H. Chúng ta sẽ vẽ đầu H này. Chúng ta luôn luôn cho đầu H này. Đến nhóm COO. Đằng sau các bạn xem còn bao nhiêu carbon. Cả phân tử có 2 carbon. Một carbon trong nhóm COO rồi, vậy thì một carbon còn lại sẽ nằm ở đuôi, sẽ là CH3 như thế này. Được chưa? HCOO CH3, đấy là cái công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử C2H4O2 của este. Và cái này cũng chỉ có một đồng phân este duy nhất thôi. Tiếp tục các bạn cho thầy sang N bằng 3.
N bằng 3 ở đây cho thầy. Đó là công thức là C3H6O2. Vậy C3H6O2 liệu có mấy đồng phân? Chúng ta cũng viết cái quy tắc tương tự như vậy. Thế gọi là đồng phân số 1 chẳng hạn. Sẽ có đầu H này, sau đến COO này, và sau đó các bạn để ý còn hai carbon. Vậy các bạn sẽ cho hai carbon lần lượt CH2 này và CH3. Đây là đồng phân số 1. Tiếp tục đồng phân số 2. Bây giờ thầy không cho đầu H nữa, thầy chuyển 1C từ đuôi lên đầu. Vậy ở đằng đầu nó sẽ có 1C này. Sau lại đến COO tiếp. Như vậy đuôi nó chỉ còn lại một nguyên tử carbon thôi. Vậy nó sẽ là C như thế này. Và sau đó bạn điền H vào, đây sẽ là CH3. Đây cũng sẽ là CH3. Và với C3H6O mình cũng chỉ có hai đồng phân như vậy thôi. Không thể chuyển nốt cái C lên đây được. Bởi vì nếu chuyển lên các bạn sẽ chỉ còn nguyên tử H thôi. Mà chỉ còn nguyên tử H thì người ta gọi đấy là axit. Tiếp tục chúng ta C bằng 4. Chúng ta sẽ viết đồng phân đến bằng 4 thôi. Và trong chương trình các bạn học thì chủ yếu người ta sẽ hỏi đến C4H8O2. Đấy là cái đồng phân nhiều nhất các bạn học về phần này rồi. Đồng phân thứ nhất đúng quy tắc như vậy. Đầu H này, nhóm COO này. Và tiếp tục các bạn sẽ còn 3 nguyên tử carbon còn lại. 1, 2, 3. Và khi có 3 nguyên tử carbon còn lại như vậy, các bạn đâu điền H này. CH2, H2 và H3. Tiếp tục, đồng phân số 2 vẫn là đầu H, vẫn là nhóm COO. Nhưng mà 3 nguyên tử carbon bây giờ thầy không cho mạch nằm ngang như thế này, không cho mạch thẳng nữa, mà thầy cho mạch có nhánh. 1C này, 2C này, 3C. Vậy đây sẽ là CH, đây là CH3, đây là CH3. Đó là đồng phân số 2. Và đồng phân số 3. Bây giờ thầy bắt đầu chuyển 1C lên đầu rồi. Vậy ở đầu không còn nguyên tử H nữa, chúng ta sẽ có 1C. Sau đó đến nhóm COO, đằng sau còn 2C như thế này. Thì các bạn sẽ có đây là CH3, đây là CH2 và đây là CH3. Bây giờ chúng ta lại chuyển thêm một carbon lên trước nữa, đồng phân thứ 4. Vậy ở đầu sẽ có 2C rồi, COO này, 1C này. Và rõ ràng ở đây khi bạn thấy cái đuôi nó chỉ còn 1C thôi, thì đấy chỉ là đồng phân cuối cùng rồi, không còn đồng phân nào khác nữa. 2C ở đầu cũng không nhánh được. Và các bạn, nhiều bạn nhé, khi viết đồng phân các bạn lại cho rằng đồng phân số 3 giống đồng phân số 4 là không đúng. Vì sao? Đồng phân số 3 khi gắn vào cái carbon này này, ở đây chỉ có 1C thôi. Nhưng ở dưới khi gắn vào cái đầu C ấy, lại có hai cái nhóm 2C khác. Bạn tưởng tượng giống như đường một chiều á, nó chỉ có một chiều thôi, nó chứ nó không đối xứng theo chiều dọc này đâu. Lưu ý, đợi mà 1 bên này 2, khác bên này 2 bên này 1. Bởi vì cái nhóm CO á, nó chỉ có một chiều duy nhất thôi. Một đầu nó gắn vào đầu O, một đầu nó gắn vào đầu C. Nên lưu ý thầy hai cái đồng phân này, cẩn thận. Hai đồng phân này là hoàn toàn khác nhau, được chưa? Đó là cái cách xử lý viết đồng phân của chúng. Các bạn nhớ chúng ta luôn bắt đầu từ đầu H, sau đó chúng ta chuyển những cái carbon còn lại ở đuôi, chúng ta chuyển dần lên đầu. Đến khi đuôi nó chỉ còn lại là một cái CH3 này thôi thì chúng ta dừng lại. Đấy là cách viết đồng phân của este. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần 3 nhỏ, chúng ta sẽ đề cập đến cái cách gọi tên của chúng. 3 nhỏ, danh pháp. Đối với cách gọi tên este ở hôm nay chúng ta học, chúng ta sẽ học một cách gọi tên duy nhất thôi. Chúng ta sẽ gọi, đầu tiên thì sẽ nhắc lại cái công thức nhé. Bởi vì cái công thức như thế này này, RCR phẩy. Hy vọng là các bạn đã nhớ cái công thức này rồi. Thì chúng ta sẽ gọi từ gốc R phẩy trước. Chúng ta sẽ gọi tên gốc R phẩy này. Chúng ta lấy tên gốc R phẩy cộng với tên acid RCOH này này. Tên acid. Nhưng tất nhiên là mình có đổi đuôi. Mình sẽ đổi đuôi X từ của acid chuyển thành đuôi ác. Nhớ nhé, chúng ta sẽ đổi đuôi X thành đuôi ác. Ở phần này thì có thể một số bạn còn nhớ chương trình lớp 11. Nếu bạn nào mà còn nhớ tất cả tên của acid ý, thì sang phần este gọi rất là dễ. Còn nếu bạn nào mà chót quên rồi thì thầy sẽ nhắc lại một số acid thông thường hay gặp. H này, COOH. Acid này thì sẽ gọi là acid formic. Thế nên khi chuyển thành este mình sẽ gọi là format. Tiếp tục một acid tiếp theo hay gặp, CH3COOH. Đây gọi là acid acetic. Acid tiếp theo, ví dụ có một cái nối đôi như thế này. Acid có thể nói là nối đôi duy nhất mình học, đó là acid acrylic. Tiếp theo chúng ta sẽ có một cái acid có vòng benzen như thế này. Acid benzoic.
đó, vân vân, rất là nhiều cái axit khác, nhưng mà thầy chỉ liệt kê 4 cái axit thông dụng mà các bạn hay gặp từ phần este để các bạn thể gọi tên. Còn đến tên gốc rồi phẩy thì dễ rồi, chúng ta thường có những cái gốc như là metin này, etin này, propin này, vân vân. Đấy là những cái gốc rất hay gặp trong đồng phân. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay lại cái phần bên kia để các bạn cùng gọi tên với thầy. Chúng ta sẽ gọi tên từ cái đồng phân đầu tiên ở bên này. Chất đầu tiên đó chính là HCOOCH3. Đúng theo cái quy tắc mà thầy vừa đưa cho các bạn thì chúng ta sẽ gọi từ cái CH3 lên trước. Đây, CH3 lên. CH3 có tên là metin và các bạn sẽ gọi với cái axit đằng trước này. Vậy chúng ta sẽ gọi đây là metin format. Được nhá. Metin này, đáng nhẽ đây là cái axit formic ấy, như thầy nói rồi. Chúng ta sẽ đổi đuôi X thành đuôi A. Vậy chúng ta sẽ gọi là metin format. Và tương tự chúng ta sẽ gọi tiếp một đống đồng phân bên này. Chất tiếp theo chúng ta sẽ có đuôi là C2H5 như thế này. C2H5 chúng ta gọi là etin. Và ở đầu vẫn là đầu HCO, vậy chúng ta sẽ gọi là etin format. Có một số tài liệu người ta sẽ gọi là formiat thôi, nhưng mà bạn format cũng được. Chất tiếp theo chúng ta sẽ có là gì? CH3 này, COO, CH3 này. Vậy các bạn sẽ gọi cái này, này. Mình sẽ gọi là metin. Bởi vì cái đuôi đó là metin này. Cái đầu là CH3, COO. Vậy chúng ta gọi là acetat. Đúng cái bảng mỗi thầy đưa cho các bạn ạ. Metin acetat. Chất tiếp theo chúng ta sẽ có đây. Cái đuôi là 3C đúng không? Nhưng 3C mạch thẳng như này thì các bạn sẽ được gọi là propin. Gọi như bình thường. Propin format. Còn nếu các bạn có 3C nhưng mà hình dạng nó như thế này, 3C có nhánh, chúng ta sẽ gọi là isopropin format. Nhá, isopropin format. Chất tiếp theo các bạn sẽ gọi đơn giản rồi, cái này là gốc quen thuộc, cái này là etin acetat. Chất tiếp theo chúng ta sẽ gọi là metin. Bởi vì cái đuôi này CH3 này. Cái đầu là gì đấy? Đầu này ở bên kia thầy chưa nhắc. Bây giờ các bạn có thể biết. Nó là propionate. Ít gặp hơn. Metin propionate. Vân 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 vân. Và ngoại trừ những cái này ra thì các bạn sẽ có rất rất nhiều cái đồng phân khác. Ví dụ bây giờ thầy sẽ có hai thằng sau. Các bạn thử gọi thầy nhé. Ví dụ thầy có thằng này này. Nhiều bạn nhìn qua công thức này các bạn nghĩ là nó giống hệt nhau. Nhưng thầy nói rồi. Không hề giống nhau đâu. Một cái là nối đôi nằm ở đầu, một cái nối đôi nằm ở đuôi. Vậy các bạn gọi tên như thế nào? Thằng ở trên mình gọi là gì bây giờ? Đúng quy tắc này. Metin này là đuôi này. Tiếp tục, bạn nhớ nhá, cái đuôi tức là gắn vào đầu oxy thì đấy người ta gọi là cái đuôi. Đó. Và cái đầu đây chính là axit gì đây? Acrylic. Vậy mình sẽ gọi đây là metin acrylat. Nhớ nhá, metin acrylat là tên gọi của este này. Và ngược lại ở dưới, bây giờ cái đuôi lại không phải CH3 nữa. Đuôi là cái nối đôi này. Cái gốc này người ta gọi là gốc vinin, một gốc đặc trưng ở phần hữu cơ lớp 11 các bạn có học. Vậy người ta sẽ gọi là vinin acetat. Vậy phân biệt đó là hai cấu tạo này. Cấu tạo của nó có thể là rất giống nhau, nhưng tên gọi và tính chất của nó cũng hoàn toàn khác nhau luôn. Ở trên thì nhắc lại metin acrylat, ở dưới người ta gọi là vinin acetat. Đấy là cái cách gọi tên, cách viết đồng phân của este. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần 25 mã. Chúng ta đề cập xem cái liệu cái este này có tính chất vật lý ra sao và tính chất học như thế nào. Các bạn tiếp tục với thầy phần 25 mã. 25 mã. Chúng ta sẽ nói một chút về tính chất vật lý. Đây không phải là phần quá quan trọng của este đâu, nhưng mà trong trắc nghiệm các bạn cũng nên biết một chút. Tính chất vật lý. Lớp 11 các bạn có học hydro carbon thơm rồi. Người ta còn nói với các bạn đấy là những cái chất có mùi thơm, thế nên người ta mới gọi hydro carbon thơm. Nhưng tuy nhiên thầy giải thích với các bạn là cái mùi thơm đó nó chỉ đúng với ngày xưa thôi. Còn bây giờ đó không phải là cái mùi thơm đâu các bạn, ngửi mùi nó rất là hơi ghê một chút. Còn cái mùi thơm thực tế các bạn hay sử dụng nước hoa ấy, thì đấy chính là este. Cái este các bạn dùng chính là thành phần chính của nước hoa, của tinh dầu, vân 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 vân. Vậy thì este ở điều kiện thường nó sẽ là chất lỏng có mùi thơm, các bạn nhớ nhé, chất lỏng có mùi thơm. Và tất nhiên este nếu so với axit thì nhiệt độ sôi của chúng sẽ nhỏ hơn axit có cùng số nguyên tử carbon. Vì sao? Bởi vì hydro có tạo được liên kết hydro, còn với este thì không có điều đấy. Vậy thì các bạn lưu ý chỗ đó, este thường là chất lỏng ở điều kiện thường có mùi thơm, thường là thành phần chính của tinh dầu nước hoa và có nhiệt độ sôi thấp hơn những axit có cùng số nguyên tử carbon. Ví dụ cùng C2 thì este sẽ có nhiệt độ sôi thấp hơn so với axit. Tương tự như vậy, trong cái bài tập trắc nghiệm người ta sẽ hỏi các bạn là cái so sánh về nhiệt độ sôi như vậy. Vậy các bạn nhớ thầy nhé. Và có một số este có mùi đặc trưng, ví dụ như là
isoaminacetat thì có tinh dầu có mùi chuối chẳng hạn, mùi chuối chín. Các bạn có thể đọc thêm sách giáo khoa, người ta có giới thiệu cho các bạn một số loại este có mùi đặc trưng thì bạn nhớ lại một số cái đấy. Và tất nhiên là rất hiếm khi nó hỏi thôi, nhưng chúng ta nên biết. Nếu các bạn biết càng nhiều thì nếu người ta hỏi thì các bạn càng điểm cao. Đó là về tính chất vật lý. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào tính chất hóa học của este. Ba La Mã, tính chất hóa học. Tính chất hóa học. Trong các hợp chất hữu cơ có nhóm chức, có thể nói tính chất hóa học của este là ngắn gọn nhất. Nếu chúng ta học theo kiểu cơ bản, chúng ta sẽ rất ngắn gọn của nó thôi. Bởi vì nó chỉ có hai phản ứng hóa học mà các bạn cần nhớ. Nó tương ứng với hai dạng bài tập của este luôn. Một nhỏ, chúng ta nói về phản ứng thủy phân este. Phản ứng thủy phân. Với phản ứng thủy phân của este thì các bạn sẽ có hai trường hợp. Trường hợp số 1, cái đầu dòng đầu tiên, chúng ta sẽ là thủy phân trong môi trường axit. Axit tất nhiên rồi, nó sẽ có xúc tác là H+. Thủy phân trong môi trường axit. Nó giống như ngược lại của phản ứng este hóa thôi. Este hóa là phản ứng giữa axit với ancol để thu được este và với nước. Còn phản ứng thủy phân este trong môi trường axit thì lại từ este sẽ tác dụng với nước để quay ngược lại tạo thành axit và ancol. Vậy chúng ta sẽ viết phương trình tổng quát như thế này. Thầy viết luôn phương trình tổng quát cho các bạn. RCOO R phải. Ví dụ thầy tác dụng với nước chẳng hạn, thầy viết là HOH nhé. Đối với hữu cơ viết như vậy cho dễ. Xúc tác, đây là phản ứng hai chiều. Các bạn thường dùng là H cộng nhiệt độ. Các bạn sẽ thu được ở đây là RCOOH chính là axit và cộng với ancol là R'OH. Lưu ý thầy, cái OH này nó sẽ trả lại cho axit đấy nhé, nó sẽ trả lại cho axit ở đây này. Đó. Còn H nó sẽ trả lại cho ancol ở cái chỗ R'OH này này. Đó là bản chất của cái phản ứng này. Lưu ý thầy, trong phản ứng này axit nó không phải nhường H đâu, nó nhường OH cơ trong phản ứng este hóa. Thế nên ngược lại, khi thủy phân ra nó cũng trả lại đầy đủ như vậy. Các bạn nhớ đây là phản ứng thủy phân trong môi trường axit. Nhưng các bạn nhớ một điều, đây là phản ứng thuận nghịch. Thế nên trong thực tế người ta không sử dụng nhiều. Vì vậy người ta sẽ có một cái phản ứng thứ hai mà cái bài tập các bạn chủ yếu gặp ở phản ứng thứ hai cơ. Đó là về phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm. Còn phản ứng thuận nghịch này không xảy ra hoàn toàn, nó sẽ gắn với cái hiệu suất. Nhưng mà thường đối với những bài khó thôi. Còn những bài đơn giản của các bạn hơn thì chúng ta sẽ là thủy phân trong môi trường kiềm. Cái đầu dòng thứ hai, viết cho thầy. Thủy phân trong môi trường kiềm. Tức là môi trường của OH trừ. Và rõ ràng rồi, nó sẽ là một phản ứng một chiều thôi. Và chúng ta sẽ tập trung vào phản ứng đây. Ví dụ thầy có ở đây là RCOO. Thầy đem cộng với NaOH. Phản ứng một chiều của nhiệt độ cao, đun nóng lên. Thì các bạn sẽ thu được muối ở đây là RCOONa cộng với R'OH. Đây là phản ứng một chiều. Lưu với thầy, với este đơn chức chúng ta sẽ chỉ cộng 1 NaOH thôi để thu được muối và ancol. Nhớ nhé, thu được muối và ancol. Ví dụ ngay, thầy sẽ có cái este, ví dụ như thầy cho lại metin acetat đi chẳng hạn, CH3COOCH3. Thầy đem tác dụng với NaOH nhiệt độ cao. Tất nhiên các bạn có thể thay bằng KOH được rồi. Các bạn sẽ thu được là CH3COONa và cộng với CH3OH. Rồi nhé. CH3COONa cộng với CH3OH. Ví dụ tiếp, thầy có thể cho là metin aquilat đi chẳng hạn. COOCH3 cộng với NaOH. Các bạn sẽ thu được tương ứng ở trên là natri aquilat COONa và cộng với cả ancol ở đây là CH3OH. Những phản ứng rất quen thuộc, những phản ứng rất đơn giản. Các bạn cứ đúng cái phương trình tổng quát là chúng ta có thể ra được rồi. Và đây chính là một cái dạng bài tập. Dạng bài tập này thường các bạn đi tìm công thức của este qua cái dạng bài tập này. Chứ người ta ít khi hỏi khối lượng muối lắm. Người ta sẽ đi tìm cái công thức của este, xem cái đầu là gì và cái đuôi là gì. Các bạn tìm được hai cái gốc đó là các bạn ra được công thức của chúng rồi. Đấy là về cái thủy phân este trong môi trường kiềm.
Và đối với phân tử phân ester môi trường kiềm này sẽ có những cái trường hợp đặc biệt hơn, sẽ có những trường hợp đặc biệt hơn. Nhưng về khóa cơ bản thì thầy không nói luôn trong bài này đâu, mà thầy sẽ nói ở cái bài sơ lược về những cái ester đặc biệt. Có những cái phản ứng thủy phân á, nó không thu được ancol đâu, mà nó sẽ thu được aldehyde, nó thu được ceton và thậm chí không thu được ancol, không aldehyde, không ceton mà thu được đến hai muối cơ. Vậy đó là những trường hợp như thế nào thì các bạn sẽ cùng thầy nói cái phần đó ở trong cái bài hôm sau. Còn bài hôm nay chúng ta sẽ chỉ nói kiểu đơn giản như này thôi. Đấy là cái phản ứng thứ nhất. Bây giờ chúng ta sẽ sang phản ứng thứ hai, một phản ứng rất là đặc trưng của hữu cơ, phản ứng mà tất cả các chất hữu cơ đều có. Đó chính là phản ứng oxy hóa hoàn toàn, hay còn gọi là phản ứng cháy. Hai nhỏ, phản ứng cháy. Phản ứng cháy. Vậy với phản ứng cháy này thì các bạn nhớ điều gì? Phản ứng cháy thì chúng ta đang đốt cháy ethanol đơn chức. Vậy thì thầy sẽ viết phương trình tổng quát của ethanol đơn chức. CnH2NO2 cộng với oxy nhiệt độ cao này, thường đốt cháy cần nhiệt độ cao, các bạn sẽ thu được NCO2 cộng với N nước. Cân bằng oxy ở đây sẽ là 3N trừ 2 trên 2. Vậy các bạn sẽ thấy một điều là khi đốt cháy ở đây là ethanol đơn chức, tất nhiên là mạch hở rồi. Trong chương trình của chúng ta thường ở đây nói chính xác là ethanol chức mạch hở. Nhưng mà chúng hiểu với nhau nhé, thì bỏ qua từ mạch hở đấy cũng được, chúng ta hiểu với nhau thôi. Thì các bạn sẽ thấy là số mol CO2 nó sẽ bằng số mol nước. Đấy là định lý thuận. Còn đối với định lý đảo, khi đốt cháy một este hoặc là một hỗn hợp este, nếu số mol CO2 bằng số mol nước thì chúng ta có thể suy ra được một điều ngược lại, là cái este đó phải thuộc loại là este no đơn chức. Lưu lại đó là hai cái điều ngược lại với nhau, nhớ nhé. Ethanol đơn chức thì có CO2 bằng nước, và ngược lại, nếu este mà đốt cháy ra CO2 bằng nước thì nó cũng sẽ là ethanol đơn chức. Lưu ý cho thầy cái này, được chưa? Bài tập cháy của este sẽ giúp các bạn tìm được cái công thức CnH2NO2 là cái N bằng bao nhiêu, tức là đi tìm được công thức phân tử. Còn bài tập về thủy phân este sẽ giúp các bạn tìm được công thức cấu tạo của cái este đó. Đó là cái lý thuyết về este. Chúng ta sẽ sang phần cuối cùng ngay bây giờ, 35 mạng. Chúng ta nói về phương pháp điều chế este. Điều chế este tất nhiên là chúng ta sẽ sử dụng cái phương trình tổng quát, cái phương trình thông dụng học từ lớp 11. Đó là phản ứng este hóa giữa axit với ancol. Thầy có phương trình như thế này: RCOOH cộng với R'OH, phản ứng thuận nghịch với xúc tác là H24 đặc nóng, nhiệt độ thì các bạn sẽ thu được là RCOOR cộng với H2O. Đây là phản ứng tổng quát để điều chế este. Nhưng tuy nhiên có những một số cái este đặc biệt á, không có những cái ancol, các bạn học lớp 11 biết rồi, không có những cái ancol mà có OH gắn với carbon mang nối đôi. Với ví dụ thầy điều chế thằng vinin acetat chẳng hạn, thì thầy dùng phản ứng nào? Thì ở đây để điều chế những cái thằng este không no á, thường chúng ta sử dụng phản ứng cộng. Ví dụ như thầy sẽ sử dụng là RCOOH cộng với chỗ này, ví dụ như thầy có là CH nối 3CH này, này. Ví dụ như vậy. Với xúc tác thích hợp. Thì các bạn tưởng tượng là H nó sẽ cộng vào một bên, cái nhóm CO này sẽ cộng vào bên còn lại. Vậy chúng ta sẽ thu được là RCOO này gắn vào CH này nối đôi CH2. Đây là cái cách điều chế những cái este của vinin á, của gốc vinin ở đuôi. Chúng ta sử dụng phản ứng cộng này. Đó. Đây là hai cái cách mà điều chế este thông thường các bạn sử dụng. Được chưa? Đấy là lý thuyết về este. Và ngay sau đây thì thầy sẽ cho các bạn làm thử một số câu trắc nghiệm đơn giản về lý thuyết của este. Câu hỏi số 1, các bạn quan sát cho thầy này. Công thức tổng quát của este tạo từ axit no đơn chức mạch hở và ancol no đơn chức mạch hở có dạng là: khi mà este được tạo từ axit no đơn chức mạch hở và ancol no đơn chức mạch hở thì các bạn tưởng tượng nó giống như là một cái este no đơn chức mạch hở thôi. Vậy thì cái công thức tổng quát của chúng ta sẽ là CnH2NO2 với N lớn bằng 2. Và tất nhiên câu này nếu chúng ta đổi thành cái axit không no hoặc là ancol không no nó sẽ khó hơn một chút. Còn đây cơ bản lý thuyết chúng ta có rồi. CnH2NO2 là công thức cấu tạo, công thức phân tử tổng quát của este no đơn chức mạch hở. Vậy câu hỏi số 1 thầy sẽ chọn đáp án C ở đây, nhớ nhé. Câu số 2, este etin acetat có công thức cấu tạo là: khi gọi cái etin acetat thì các bạn tưởng tượng etin, tức là chúng ta gọi từ đuôi lên trước. Etin là nhóm CH5, acetat có nghĩa là CH3COO.
Vậy thì cái câu số 2 này các bạn sẽ nhanh chóng bạn chọn được đáp án cho thầy, sẽ là đáp án A. Etin C2H5 CH3COO chính là acetat. Vậy thì etin acetat chính là CH3COCH5. Câu hỏi khá là dễ. Câu hỏi số 3, chất nào sau đây không phải là este? Thì các bạn biết rồi, este là những hợp chất có nhóm COO trong phân tử, các bạn hiểu đơn giản như vậy, COO trong phân tử. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có này, chất đầu tiên hai cái chất B và D trước đi, nó rất là quen thuộc. Đây là gì các bạn gọi tên luôn cho thầy? Nó sẽ là metin này, format là đáp án D. Đáp án B thì các bạn gọi tên cho thầy nó sẽ là gì nhỉ? Nó sẽ là etin này, acetat. Vậy hai đáp án B và D nó rõ ràng là este rồi, chỉ còn đáp án A và C thôi. Thì đáp án A các bạn để ý nhìn nó hơi lạ một chút, nhưng thực ra đáp án A không quá phức tạp. Vì đây người ta viết ngược lại một chút, sẽ là HCOO C3H5, mà nhớ đây là có 3 lần, tức là người ta gọi là este 3 chức. Có một nhóm CO người ta gọi là một chức, hai nhóm CO gọi là hai chức, còn nếu ở đây là có 3 nhóm CO như thế này, người ta gọi là 3 nhóm chức. Đây mới là đầu H này, đầu axit này, cái đầu C này gắn vào C này. Đây là có đây là đầu H này. Và ở dưới còn lại người ta gọi là đầu của ancol, đầu gắn vào oxy. Và rõ ràng đáp án C thì các bạn sẽ thấy nó là không phải este, bởi vì nó chỉ có một oxy ở giữa thôi. Một oxy ở giữa thì nó chính là ete nhé, phải là este. Phân biệt được thầy. Ete học ở bài ancol lớp 11. Ete là những hợp chất hữu cơ có cái oxy ở chính giữa như này, người ta gọi là ete. Với tên của thằng này là dietin ete. Đây là câu hỏi số 3, thầy cũng sẽ chọn đáp án C. Câu hỏi số 4. STX phản ứng với dung dịch nào á, đun nóng thì tạo thành ancol metinic và natri acetat. Vậy câu hỏi chúng ta viết ra nhé. X này cộng nào H này. Thứ ra câu này các bạn vận dụng đáp án lên cũng được. Các bạn thu được ở đây là natri acetat, trước viết trước đi. CH3COONe. Và cộng với ancol metinic là CH3OH. Vậy thì từ đó các bạn suy ra cái công thức của este là gì? Chúng ta sẽ lấy cái đầu của từ đây, từ cái axit, từ cái muối này, CH3COO này, và cái đuôi các bạn lấy từ bên này, CH3. Vậy đây chính là cái công thức este X ở đây của chúng ta. Hay nói khác, tên gọi của chúng sẽ là gì? Metin acetat. Nhưng ở đây nó chỉ là công thức thôi. Vậy chúng ta sẽ chọn cho thầy đáp án B, đáp án chính xác. CH3COOCH3 là đáp án chính xác cho câu hỏi số 4. Bây giờ tiếp tục chúng ta sang câu hỏi số 5. Câu hỏi số 5. Khi thủy phân CH3COOCH2H5 hay có tên gọi nó chính là etin acetat bằng dung dịch nào hát thì thu được sản phẩm là. Các bạn sẽ viết cái phản ứng cho thầy. CH3COOCH2H5 cộng với nào hát. Ở đây thầy nói thêm một chút, cái phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm á, thay vì người ta gọi là phản ứng thủy phân este, người ta gọi một tên gọi khác là xà phồng hóa các bạn nhé. Người ta có thể gọi một cái tên gọi khác, người ta gọi là xà phồng hóa. Phản ứng xà phồng hóa là phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm. Ví dụ như thế này. Sản phẩm đơn giản rồi, thu được là CH3COONa cộng C2H5OH. Vậy thì đáp án các bạn chọn ở đây sẽ là đáp án đây. Các bạn lưu ý đây là cái đáp án đây. CH3COONa và C2H5OH tương ứng với đáp án D. Chọn đáp án câu này thì không khó, nhưng các bạn nhớ thêm một cái lý thuyết nhé. Phản ứng xà phòng hóa chính là phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm, nhưng nó không sinh ra xà phòng. Tại sao lại gọi là phản ứng xà phòng hóa mà trong khi nó lại không sinh ra xà phòng? Thì ở trong cái bài chất béo thầy sẽ hướng dẫn các bạn tại sao, sẽ giải thích cho các bạn tại sao nó lại như vậy. Còn cái bài hôm nay chúng ta sẽ chỉ dừng lại ở đây thôi, với 5 câu hỏi trắc nghiệm như vậy, 5 câu hỏi lý thuyết cơ bản, những cái kiểu người ta hay hỏi, hỏi về đồng phân, hỏi về cách gọi tên, hỏi về phản ứng thủy phân, hỏi về sản phẩm. Đó là những cái kiến thức cơ bản, những câu lý thuyết cơ bản mà người ta sẽ hỏi trong cái phần chương este này. Hôm tới chúng ta sẽ cùng nhau đề cập đến cái cách xử lý cái bài toán về thủy phân este trong môi trường kiềm và trong môi trường axit, cũng giống như là phản ứng xà phòng hóa thầy vừa nói lúc nãy. Vậy cách xử lý bài tập đó như thế nào thì hẹn gặp lại các bạn vào buổi học lần tới.